Có một lô 5 cây linh sam đào đếm nha bạn. Mấy cây này cũng được lắm. Được sầm mai mình tỉa sơ sơ lên gửi cho bạn. Không gửi chậu nha bạn. Đây một cây nè, cây này giá mới bay đẹp nè. Hai cây. Cây này nó bị táp nắng rồi các bạn, hồi xưa mình trồng mình không che táp nắng, coi như bỏ thêm đi cho bạn. Cũng sống nhưng mà bị táp cái phần trên nè. Nơi cái phần da trên. Cứ mãi vô cho bạn. 5 cây. Cái này luôn đẹp nè. Cây coi. 250k bao xếp bạn, tâm lý cuối năm. Giá khá rẻ bạn ơi, cái này hoành cũng lớn nè. Này hoành khoảng 20. Hơn 20 luôn. Bó phôi gửi cho bạn. 250k bao ship.